Xin chào các bạn. Đây là xe của sở thú đi nha. Đây là xe ô tô chuyên dùng để chở các loài động vật đấy nha, đến vườn bách thảo, bách thú đấy. Nào, hôm nay chúng ta sẽ chở các bạn đi chơi nha. Ồ, đây là bạn bò sữa nè. Chà, bạn bò sữa đấy. Vịt nữa, vịt xuống đây nào.